Thưa quý vị, và trong bối cảnh giãn cách xã hội ngày nay thì các tiểu thương của các khu chợ truyền thống gặp phải vô vàn những khó khăn. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một phóng sự chúng tôi ghi nhận được về quá trình chuyển đổi số của các tiểu thương của khu chợ truyền thống. Hiện nay, nhằm tăng cường phòng chống dịch, các chợ truyền thống hiện phải tạm dừng hoạt động. Trong khi sạp bán tạm nghỉ, thì các tiểu thương đang bắt đầu dùng sạp hàng trực tuyến để tiếp tục kinh doanh. Từ khi chợ Gò Vấp tạm ngưng hoạt động, để giải quyết lượng hàng rau quả mỗi ngày, anh Duy đã chuyển hàng về nhà và đưa từng bó rau lên các sàn trực tuyến. Để dễ bán, anh bán đồng giá, người mua gọi điện là anh chuyển cho xe ôm công nghệ giao hàng. Thời gian đầu thì tiểu thương cũng gặp rất khó khăn, nhưng mà sau đó thì bên mình có tìm ra cái phương án giải quyết là bán hàng online ship tới tận nhà cho khách hàng để khách hàng khỏi phải ra ngoài. Chợ truyền thống tạm ngưng cũng khiến các sạp dịch vụ khác như là đồ ăn tại chợ dù chỉ bán mang về nhưng giờ không có mặt bằng, phải chuyển hẳn quầy nấu về nhà để bán trực tuyến. Mình nghỉ bán ở chợ rồi hụt một cái số tiền đó nên cái chi phí nó thiếu hụt nhiều lắm. Rồi cái mình cũng thử mình lên bán online á thì khách ăn thì khách khen không à, nên bán được lắm. Em lại tiếp tục kinh doanh online bởi vì em bán như vậy á, em có cái thời gian lo được cho mấy đứa con. Ghi nhận nhu cầu chuyển đổi từ truyền thống sang trực tuyến rất lớn từ các tiểu thương, ban quản lý các chợ cùng những nền tảng trực tuyến đã triển khai ngay những hỗ trợ để xây sạp bán trực tuyến nhanh cho tiểu thương kịp buôn bán, thậm chí miễn phí tiền giao hàng trong thời gian này. Khi mà các chợ truyền thống còn phải đóng cửa thì chợ tốt nhìn thấy là xu hướng các người dân và tiểu thương sẽ đi đến cái kênh trực tuyến để mà bán hàng của mình nhiều hơn. Cụ thể là trong tháng 6, chợ tốt sẽ nhìn thấy cái sự tăng trưởng về lượng người đăng tin bán đồ thực phẩm tăng hơn 30% và cái lượng người mà tìm mua, truy cập các mặt hàng thực phẩm này cũng sẽ tăng hơn 37%. Chợ tốt đã cung cấp một cái nền tảng giúp cho các tiểu thương có thể bán các mặt hàng của mình hoàn toàn miễn phí, không mất một chi phí nào ở trên chợ tốt hết. Thì khi mà mùa dịch trôi qua thì cũng hy vọng là đây là cái cơ hội để tiểu thương có cái cơ hội để trải nghiệm một cái kênh bán hàng mới và sau đó thì sẽ có đa dạng các cái kênh để mà vừa bán hàng trên chợ truyền thống vừa bán được trực tuyến, từ đó thì có thể đưa mặt hàng ra đối với nhiều đối tượng hơn nữa. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang làm việc trực tiếp với các quận huyện để có những hướng dẫn cụ thể cho các tiểu thương kinh doanh trực tuyến trong thời gian chợ truyền thống chỉ tạm đóng cửa và phong tỏa trong thời gian điều tra dịch tễ. Bằng nhiều hình thức cung cấp, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đảm bảo lương thực thực phẩm dồi dào, đủ cung ứng cho toàn thành phố trong mọi tình huống.